Cũng là kẻ thứ ba và cặp đại gia, tại sao Phương Nga không bị các mẹ bỉm sữa lên án? Cũng là một chân dài với đại gia, ban đầu cũng bị dư luận lên án là kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc. Nhưng tại sao đến thời điểm này, Phương Nga, kẻ bị tố cáo lừa đảo lại được dư luận bênh vực? Thời gian gần đây, phiên tòa xét xử vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, sinh năm 1987, ngụ tại Hà Nội, từng đạt giải Hoa hậu tại kỳ thi sắc đẹp ở Nga năm 2007, và Nguyễn Đức Thùy Dung, sinh năm 1987, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo thuộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Cao Toàn Mỹ gây xôn xao dư luận. Những ngày xử án lần lượt diễn ra như một cuộc đấu trí cân não gây cứng, với những tình tiết mới liên tục xuất hiện khiến dư luận quan tâm, theo dõi từng diễn biến mới. Dù phiên tòa vẫn chưa phân xử trắng đen, vẫn chưa có kết luận rằng liệu Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga có lừa đảo ông Mỹ 16,5 tỷ đồng thật hay không, nhưng có vẻ dư luận vẫn đứng về phía Hoa hậu Phương Nga nhiều hơn. Đồng thời, dư luận cũng lên án ông Cao Toàn Mỹ là một người đàn ông tiểu nhân, yêu nhau rồi chia tay đòi qua. Trong một diễn biến khác, Bảo Thanh, một nữ diễn viên rất nổi tiếng tham gia hai bộ phim truyền hình đang được nhiều người yêu mến là Sống chung với mẹ chồng và Người phán xử, bỗng nhiên dính phải tin đồn là kẻ thứ ba. Một người nào đó đã phát tán những bức ảnh chụp lại tin nhắn được cho là của cô gửi đến một bạn diễn khác với những câu tình đậm mùi thả thính. Gần thời điểm đó, vợ của nam diễn viên được cho người Bảo Thanh nhắn tin thả thính cũng đã lên mạng xã hội nói bóng gió về vấn đề này. Thông tin này nhanh chóng lan đi khắp cộng đồng mạng, đâu đâu cũng xôn xao về câu chuyện phim giả tình thật. Dù chưa rõ thực hư, dù nhân vật chính của vụ việc chưa lên tiếng xác nhận, nhưng cô diễn viên này bỗng nhiên từ một người nổi tiếng được công chúng yêu mến, với những bình luận đẹp đẽ dành cho cô trên trang cá nhân, nay đã quay ngoắt 180 độ sang chửi mắng và miệt thị. Hay sư vụ nữ ca sĩ Hà Hồ và đại gia Kim Cương trước đây cũng là một thí dụ. Hà Hồ đã mất khá nhiều fan, đặc biệt là cộng đồng các mẹ bỉm sữa, thậm chí trở thành nhân vật bị căm ghét, nói xấu khắp mọi nơi trên các diễn đàn, cuộc gặp của các chị, các mẹ và các bà. Dư luận xưa nay vốn rất nhạy cảm với những vụ đánh ghen, cướp người yêu, giật chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Với sự lớn mạnh của hội những bà mẹ bỉm sữa, rất nhiều vụ ngoại tình đã từng bị phanh phui và phải hứng chịu mũi rìu dư luận với những lời sỉ vả và chửi bới. Vậy tại sao cũng là một người phụ nữ cặp kè với đại gia đã có vợ, cũng là người phụ nữ xưa nay được xếp vào hạng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng Phương Nga lại được dư luận ủng hộ đến như vậy? Nhớ lại thời điểm tháng 9 2016, khi vụ tố lừa đảo này được đưa ra trước dư luận, khi ấy mũi diều dư luận hầu như nhắm vào Phương Nga. Những hình ảnh của cô bị cư dân mạng lan truyền một cách chóng mặt, đi kèm những lời chửi rủa. Người ta nói cô là cô hoa hậu mất nết, chỉ biết tận dụng nhan sắc của mình, cặp bồ với chồng và cha của người khác. Cô là hoa hậu lười biếng, muốn sống hưởng thụ nên lừa tiền của đại gia. Khi ấy, hình ảnh 17 trang hợp đồng tình ái với những thỏa thuận ghê rợn liên quan đến thú vui tình dục của Cao Toàn Mỹ gửi cho Phương Nga bị phát tán trên mạng. Mặc dù lúc đó và thậm chí là đến tận bây giờ, những trang hợp đồng tình dục đó vẫn còn là điều gây tranh cãi. Nhưng dư luận đã có phần dịu hơn với Phương Nga khi cho rằng cô đã chịu đựng thú vui tình dục không bình thường của người đàn ông kia trong suốt nhiều năm liền. Cho đến thời điểm này, khi vụ án Hoa hậu Phương Nga cùng đồng phạm bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Cao Toàn Mỹ vẫn còn đang trong những phiên xét xử căng thẳng với nhiều tình tiết bất ngờ, với tội danh lừa đảo của một người phụ nữ đã từng đạt danh vị về nhan sắc như Nga, lẽ thường cô sẽ phải chịu nhiều phê phán nhất, định kiến xã hội vốn nặng nề với sự kiếm tiền của những cô gái chân dài. Nhưng thật bất ngờ, dư luận có vẻ như đã nghiêng về người phụ nữ này nhiều hơn, và kẻ bị hại trước tòa là ông Mỹ lại phải hứng chịu nhiều gạch đá. Có lẽ vượt lên trên cả việc đáng lên án là lối sống thực dụng, buông thả chen ngang hạnh phúc gia đình người khác vì tiền của Nga. Người ta thấy được ở đó một người đàn ông đáng sợ với nhiều mưu mô tính toán, sẵn sàng đẩy người tình của mình vào vòng lao lý với mọi thủ đoạn để lấy lại tiền. Trong khi Nga luôn khẳng định mối quan hệ của cô và ông Mỹ là mối quan hệ tình cảm và việc ông Mỹ hỗ trợ tài chính cho cô được cho là nghĩa vụ của những cặp đôi yêu nhau. Ông Mỹ vẫn một mực phủi tay, cho rằng giữa ông và cô Nga chỉ là mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp, dù đã có nhiều bằng chứng chống lại lời phản bác của ông Mỹ. Thậm chí, những nhân chứng trước đây phủ nhận điều này thì bây giờ đã phản cung và thừa nhận. Theo như lời Phương Nga, ông ta đã từng dọa sẽ cho cô vào tù vì tội bán dâm, sẽ làm cô không thể lấy được ai và không dám nhìn mặt ai.
Vậy có nghĩa ông ta tự thừa nhận là kẻ mua dâm, một kẻ mua dâm trả tiền nhưng sau đó lại đi kiện để đòi tiền sao? Chính những điều này cùng với lời khai có nhiều mâu thuẫn của ông Mỹ, cùng thái độ bình tĩnh và kiên quyết của Nga tại tòa càng khiến cho dư luận tin vào sự vô tội của cô gái này. Không bên gì cô Phương Nga, nhưng đó là thằng bệnh hoạn. Cô ấy xinh đẹp, phải đánh đổi thân xác để kiếm tiền là sòng phẳng. Giờ rồi thì thôi, sao còn tiếc tiền đẩy người ta vào tù. Thật tiếc cho cô gái này, học rộng, xinh đẹp và thông minh, thiếu gì cách kiếm tiền mà phải dính vào đại gia để rồi vướng vào vòng lao lý. Cặp đại gia vì tiền hay việc làm kẻ thứ ba trong một mối quan hệ, việc đó sẽ có tòa án lương tâm của cô ấy phân xử. Vấn đề hiện nay là cô ấy dù có sai lầm như thế cũng không đáng đứng phải nơi này. Trước vành móng ngựa với các cáo buộc phi đạo đức từ một kẻ từng đầu ấp tay gối với mình, Phương Nga đáng thương hơn đáng trách là vậy. Đó là một trong số nhiều ý kiến của dư luận về Hoa hậu Phương Nga. Nhiều người thấy tiếc cho cô bởi cô là người có học vấn, trí tuệ và nhan sắc, nhưng đã chọn lựa con đường sai lầm nên giờ đây phải đứng trước vành móng ngựa để đấu tranh cho chính mình. Có lẽ đến giờ phút này, chính cô cũng chưa rõ tương lai của mình sẽ như thế nào. Có lẽ dư luận đúng về phía Nga vì đã hiểu sâu hơn cội rễ của vấn đề, không còn là những lời chửi rủa tát nước theo mưa của những bà mẹ bỉm sữa dành cho kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Những người phụ nữ nói riêng và dư luận nói chung đã nhìn nhận thấy một sự chèn ép bất công với phái yếu, khiến họ phải lên tiếng đòi lại công bằng, mong muốn luật pháp xét xử công minh, đúng người đúng tội. Mong rằng sẽ có một cái kết đẹp cho cô gái lỡ lầm và những nàng kiều như Nga cũng có thêm một bài học cho cuộc đời mình trước cạm bẫy cuộc đời và mối quan hệ với các đại gia. Nhan sắc lộng lẫy, đáng tiếc nuối của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Trương Hồ Phương Nga từng giành vương miện Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Cô có thể đối mặt với mức án chung thân vì tội danh lừa đảo khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Mới đây, thông tin Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga có thể đối mặt với án tù chung thân vì tội lừa đảo khiến công chúng một lần nữa xôn xao. Trước đó năm 2015, cô bị bắt khẩn cấp vì tội lừa đảo. Trương Hồ Phương Nga từng giành vương miện Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Sau khi đăng quang, người đẹp không lấn sân sang ngành giải trí ngay mà tập trung cho việc học đại học tại Nga. Năm 2009, cô trở về nước và dần tạo được chú ý qua các bộ ảnh thời trang. Thời gian đầu, Phương Nga làm việc tại một công ty truyền thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 ở thời điểm đăng quang. Vẻ đẹp của Trương Hồ Phương Nga mong manh và nữ tính, cô được so sánh với ngôi sao Hoa ngữ Trương Tử Di. Tham gia showbiz với danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương Nga gây ấn tượng khi xuất hiện tại nhiều sự kiện với vẻ ngoài xinh đẹp và thu hút. Sau khoảng thời gian dài học tập và sinh sống tại Nga, cô trở lại Việt Nam và lấn sân vào showbiz với hình ảnh đẹp từ trang phục cho tới cách trang điểm. Hình ảnh trong veo và lãng mạn của cô một thời là đề tài được nhiều người quan tâm. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng giao tiếp tốt, từng thử sức với vai trò MC đóng phim, Phương Nga khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Khi còn nổi tiếng, Trương Hồ Phương Nga xuất hiện rất đều đặn trong các sự kiện ra mắt phim và thường xuyên ngồi hàng ghế VIP trong những chương trình thời trang lớn. Vẻ đẹp và hình ảnh của cô được đánh giá nổi bật so với các người đẹp cách đây 6-7 năm trước. Trương Hồ Phương Nga sang Nga định cư với cha mẹ vào năm 12 tuổi và trở thành Hoa hậu người Việt tại Nga năm 20 tuổi. Khi trở về nước, cô là cái tên được quan tâm trong giới và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt. Không sở hữu vóc dáng quá hoàn hảo, nhưng cô luôn thể hiện sự tinh tế khi xuất hiện trên thảm đỏ với những kiểu đồ phù hợp và bắt mắt. Hình ảnh hoàn hảo khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối với vẻ đẹp một thời của Trương Hồ Phương Nga. Mặc dù bị bắt vì tội lừa đảo, nhưng trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, cô vẫn được yêu mến và không khỏi tiếc nuối cho nhan sắc và tấm bằng đỏ cô đạt được tại Nga. Vì sao công lý hiệp gà chiến thắng cứ mãi lận đận chuyện vợ con? Nhiều khán giả thắc mắc về lý do nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng kiếm được nhiều tiền nhưng chuyện tình duyên cứ mãi lận đận. Mới đây, danh hài chiến thắng bất ngờ chia sẻ chuyện anh và người vợ thứ ba đã ly dị sau 6 tháng kết hôn khiến cộng đồng mạng xôn xao. Bởi cách đây không lâu, Thu Ngọc, người vợ kém chiến thắng 15 tuổi từng tiết lộ chuyện danh hài cưa đổ cô bằng lời cầu hôn đặc biệt. Cách mà anh tỏ tình cầu hôn với tôi cũng rất đơn giản.
Một lần đang trò chuyện thì anh ấy bảo em là mẹ của con anh nhé. Phải đến vài tháng sau tôi mới nhận lời, Thu Ngọc cho biết. Chia sẻ về lý do đường ai nấy đi với bà xã kém tuổi, Chiến Thắng cho biết, cách đây gần 2 tháng, Ngọc đưa tôi tờ đơn ly hôn và yêu cầu tôi ký. Thú thật tôi cảm thấy bất ngờ và sốc khi vợ đệ đơn ly hôn, vì giữa chúng tôi chẳng hề có chút xích mích nào cả. Ngọc chỉ nói rằng cô ấy không thể quen với cuộc sống vò vỏ một mình vì tôi cứ đi diễn liên miên. Được biết, danh hài Chiến Thắng cũng không phải là nam nghệ sĩ đầu tiên lâm vào cảnh lận đận chuyện tình duyên. Khi Công Lý, Hiệp Gà, MC Thành Trung cũng là những người đã có 2 hoặc 3 đời vợ giống hoàn cảnh của danh hài nói xấu vợ. Như lời danh hài Trấn Thành từng chia sẻ, diễn viên hài là một công việc cần rất nhiều chất xám cũng như đam mê với nghề. Bởi mỗi lần lên sân khấu là một lần phải thay đổi, phải thích nghi với khán giả. Vì vậy, việc diễn viên hài vui vẻ trên sân khấu nhưng khi về nhà lại không giỏi chia sẻ với vợ con, ít nói chuyện không phải là chuyện lạ. Người vợ thứ ba của diễn viên hài Chiến Thắng cũng chia sẻ rằng chồng cũ của mình ít khi nói chuyện với cô, cả hai không tìm được tiếng nói chung trong gia đình, chính vì thế cô mới đi đến quyết định ly hôn. Ngoài ra, khi lựa chọn con đường làm diễn viên hài, đồng nghĩa với việc đi diễn ở các tỉnh, thành phố khác nhau, vì một khu vực, các nghệ sĩ hài ít đích diễn, cho nên người nghệ sĩ xa nhà liên miên cũng khiến cho đời sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, rất dễ dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Mặt khác, vì là người của công chúng, có khả năng khéo léo ăn nói, nhiều diễn viên hài nam khó có thể chối từ sự cám dỗ từ các fan trong thời gian xa gia đình, xa vợ con. Và không phải ai làm vợ cũng có thể hiểu và cảm thông với công việc của chồng mình. Việc diễn viên Hiệp Gà mới ra tù đã bỏ vợ để cưới người vợ thứ hai cũng từng làm anh bị nhiều chỉ trích từ phía dư luận.